Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bủa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Chương 2. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã tỏ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si-miệt-nơ rằng: này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Găm rằng: này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta, đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đường dấu kín,
và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉnh các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 13. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất này, người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế ra khỏi đất này. Từ rày về sau, nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sinh nó ra sẽ nói cùng nó rằng: mày sẽ không sống nữa, vì mày nhân danh Đức Giê-hô-va mà rao những lời dối. Cha và mẹ là kẻ đã sinh nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình. Họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa. Nhưng nó sẽ nói rằng: ta không phải là tiên tri bèn là kẻ cày ruộng, vì ta đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. Nếu ai hỏi rằng: những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng: ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc, và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Đức Giê-hô-va phán rằng: xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng: ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Chương 14. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy, ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ, Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông. Và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.
các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Ác-san, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Cả đất sẽ làm nên đồng bằng, từ Gê-ba cho đến Rimmon, về phía nam Jerusalem. Thành này sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa góc, lại từ tháp Hananeen cho đến những nơi ép rượu của vua. Người ta sẽ ở đó, nó chẳng bị rủa xả nữa, nhưng Jerusalem sẽ được ở yên ổn. Vả, này sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy, khi chân đang đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó, vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia. Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Jerusalem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó, vàng, bạc và những áo sống rất nhiều. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa và hết thảy thú vật trong dinh trại đó đều bị ôn dịch như vậy. Xảy ra, hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy, hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Trong ngày đó sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Phàm những kẻ dân tế lễ sẽ đến lấy nồi mà nấu. Và trong ngày đó sẽ không còn có người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.